Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn một số cái phương pháp để đo lường cái sự tương tự giữa các cái điểm hoặc các cái vector ở trong cái file dữ liệu và ở trong cái khoa dữ liệu nói chung. Thì các bạn biết rằng là khi ta làm việc với các cái dữ liệu thì cái việc như những cái bài toán như phân cụm, clustering rồi phân lớp, classification, phân tích sự khác biệt, discriminant analysis v.v. Thì cái việc quan trọng nhất là làm sao để đo lường được cái sự tương tự hoặc cái sự khác biệt giữa các đối tượng để các bạn thực hiện các công việc đó. Thì ở đây có rất nhiều cái cách để các bạn có thể đo lường cái sự khác biệt đó. Hai cái sự tương tự đó. Thì đây tôi nói cho các bạn một số cách, như là cái đầu tiên đó là cái đo lường khoảng cách Euclid. Cái khoảng cách Euclid là cái khoảng cách trực tiếp giữa hai cái điểm, hai điểm đây ở trong không gian nhiều chiều, ví dụ thế. Thế thì cái khoảng cách Euclid này á thì nó đơn giản là gì, nó tính bằng là cao bậc hai của cái độ lệch của các cái chiều tương ứng của hai cái điểm thôi. Ví dụ trong hợp này ta có điểm A và điểm B trong không gian hai chiều như thế này thì nó là bằng cao bậc hai của x1 trừ 2 cộng y1 trừ 2 bình phương lên thôi. Thì ở đây là ta ví dụ như đây. Thế thì cái khoảng cách Euclid thường ấy, được dùng khi các bạn quan tâm đến các khoảng cách vật lý trực tiếp giữa hai cái đối tượng, và các bạn thường dùng để đo cái khoảng cách trực tiếp đó. Ví dụ như ở đây tôi minh họa cho các bạn cái cách sử dụng ở trong Python ở đây. Ví dụ như ở đây là ta có cái điểm tương tự như vậy, điểm A, điểm B. Thì đầu tiên là để tính cái khoảng cách này thì ta sẽ tính cái bình phương cái khác biệt, và ta lấy cao bậc hai lên thôi. Tính tổng bình phương rồi ta lấy cao bậc hai lên thì ta sẽ có khoảng cách. Ví dụ trong trường hợp này ta sẽ tính ra là cái khoảng cách giữa hai cái điểm trong không gian hai chiều, điểm A là 1 2, điểm B 4 5, thì khoảng cái khoảng cách Euclid của nó là như vậy. Thì cái này rất là đơn giản và cũng dễ hiểu, cũng rất là hay dùng ở trong cái việc người ta quan tâm trực tiếp với khoảng cách vật lý giữa hai cái điểm. Cái thứ hai là khoảng cách Manhattan. Khoảng cách Manhattan là cái khoảng cách mà người ta còn gọi là khoảng cách đường phố đấy, tức là nó thông thường thì nó không có tính khoảng cách trực tiếp giữa hai cái điểm như này, mà nó sẽ tính cái, ở đây ta sẽ hình dung là tổng cái sự khác biệt giữa các cái chiều trong của các cái điểm. Ví dụ như ở đây các bạn hình dung là nếu ta có điểm A và điểm B như thế này thì cái Manhattan là nó lấy là cái giá trị tuyệt đối của cái khác biệt này thôi, tức là x1 trừ 2 cộng y1 trừ 2 là không gian hai chiều. Thì ở đây các bạn hình dung là cái khoảng cách Manhattan này được dùng trong những cái trường hợp mà các bạn thường là các bạn tìm đường đi trên bản đồ, trên lưới mà các bạn không đi trực tiếp từ cái điểm này điểm kia, về cái đi theo kiểu đường thẳng này á, là nó hạn chế, và các bạn thường đi trên cái lưới hoặc trên cái cạnh của cái lưới các cái đường biên đó. Thì thông thường các bạn sẽ sử dụng cái khoảng cách Manhattan này. Đấy, ví dụ thì trong cái ta cái ví dụ cụ thể đây thì ở đây ta sẽ lấy cái ví dụ về Manhattan đây cũng tương tự như có hai cái điểm AB như ở trên, thì ta sẽ lấy cái khoảng cách Manhattan của nó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái khoảng cách này thì đây là Euclid đây Manhattan thì ở đây, tức là trong cái này thì tôi nói thêm cho các bạn một chút là cái phần Euclid thì các bạn cũng có thể sử dụng cái thay vì các bạn tính nhiều nhiều cái bước như thế này thì các bạn có thể tính bằng cái trong này nó có một cái hàm nó tính rất là đơn giản như này. Thì cái này thì các bạn có thể chú ý là các bạn có thể sử dụng mấy cái độ đo như là cái tham số này order này mà bằng hai là ta tính khoảng cách Euclid, mà order bằng một ta tính khoảng cách Manhattan. Thì ở trong hợp này là ta có thể dùng một cái hàm như thế này để tính cũng được. Còn ở đây tôi nói về Manhattan thì đơn giản là các bạn chỉ lấy là tổng tức là tổng cái độ lệch của các cái chiều trong các cái điểm này thôi. Thì ở đây ta sẽ tính ra cái này. Thì tương tự như vậy, ở đây các bạn có thể tính cái Manhattan này bằng cái order bằng một thì nó cũng tính ra, tức là thay vì trên này dùng cái order bằng hai, tức là khoảng cách cái Euclid thì cái norm của nó là L2, thì cái này cái norm của nó là L1, thì các bạn có thể sử dụng cái này để các bạn có thể tính ra thay vì tính bằng cái công thức thủ công như thế này. Thế thì cái tiếp theo là tôi nói về cái khoảng cách trên cyber shapes, tức là cái khoảng cách này á thì các bạn hình dung là nó sẽ lấy là cái mass của cái lệch giữa các cái chiều. Ví dụ trong trường hợp này là mass của cái lệch của chiều ở đây hai chiều, chiều x và chiều tức là không không gian hai chiều ở đây.
thì chỉ lấy mask này thôi, thì cái khoảng cách driver shape này thì nó được dùng chủ yếu là nó để tìm cái đường đi ngắn nhất giữa các cái điểm, rồi liên quan đến là cái driver shape này thì thường nó được dùng khi mà cái hướng đi là linh hoạt, và người ta chỉ quan tâm đến cái vấn đề liên quan đến là tìm đường đi ngắn nhất thôi. Thì các bạn, đây là cái công thức tính khoảng cách của driver shape. Thế thì ở đây ta hình dung là cái khoảng cách driver shape ở đây được tính giữa hai cái điểm thì nó rất là đơn giản, lấy cái độ gọi là cái độ lệch tối đa cực đại của cái lớn nhất giữa các cái chiều trong của các cái điểm thôi. Thì bây giờ ta là cái này thì các bạn thấy là nó mass là nó là bằng 3, ví dụ thế. Thế thì cái khoảng cách cái tiếp theo đó là cái độ đo cosine. Thì cái độ đo cosine này tức là cái độ đo nó xem thử là nó đo cái tính cái góc giữa hai cái vector, hai cái điểm ở đây. Thế thì công thức của nó thì cũng đơn giản là cái cosine của cái hai điểm AB là bằng tích vô hướng của AB và chia cho cái độ dài của a vector AB thôi. Thì trong này công thức nó ở đây. Thì các bạn biết tích vô hướng của hai cái vector AB là bà trong dân hai chiều là x1 là nhân x2 cộng là y1 nhân y2 thôi. Còn cái độ dài của cái vector A thì nó bằng là cái k bậc 2 của cái bình phương các chiều thôi. Ví dụ là thì ở đây các bạn thêm chung như vậy. Thì ví dụ ta có cái hai điểm 1 và 2, 4 và 5 thì các bạn tính ra ở đây thì ta sẽ tính ra là cái nó sẽ bằng tích vô hướng của hai cái vector này chia cho cái độ dài của hai vector này, tức là tương đương khoảng 0.98 ở đây. Đây. Thì cái cosine này nó thường dùng để đo cái hướng, tức là nó có cùng hướng hay không của hai cái vector, và cái sự tương đồng của nó ngoài cái hướng thì nó còn có xem thử là nếu mà cái cosine này nó càng lớn, tức là nó càng gần bằng một á, thì hai cái vector này nó gì là nó rất là giống nhau, đúng không? Ví dụ thế thì các bạn cũng là ta sẽ đây ta có thể tính cái này thì theo công thức này thôi. Thì ở đây ta tính thử cái cosine ở trong cái này, tức là hai cái điểm AB thì các bạn có thể tính bằng cái công thức này, và ta có thể sử dụng cái phương thức về cosine ở đây thì ta tính luôn. Ví dụ là hai vector AB ở đây thì ta thấy là nếu các bạn tính ra hai cái vector AB như ở trên đó thì ta sẽ thấy là cái cosine của nó là 0.98 này. Đấy, thì có nghĩa rằng là hai cái mặt đây là cái nó là dương, có nghĩa là hai cái vector nó cùng hướng và cái nó rất là gần nhau, tức là cái cosine của nó là gần bằng một á, nghĩa là cái góc của nó là gần bằng không, là hai cái vector này nó khá là tương đồng với nhau, rất là tính tương đồng, hai vector rất cao và cùng hướng. Thì cái cosine thì nó cái độ đo cosine này nó hay dùng ở trong cái việc mà các bạn như là các bạn so sánh để phân loại văn bản, đánh giá sự tương đồng của văn bản vân vân. Ví dụ như các bạn hình dung là trong cái phân loại văn bản thì mỗi một cái văn bản các bạn sẽ mã hóa thành một cái vector, ví dụ vector TF, IDF chẳng hạn, thì sau đó các bạn sẽ sử dụng cosine để các bạn có thể tính cái tương đồng của các cái vector này để các bạn có thể đánh giá cái văn bản đó có tương đồng với nhau và xếp loại phân cụm cái văn bản không? Cái khoảng cách tức là cái độ đo về Zcash này, thì cái độ đo này á cái để sử dụng cái Zcash similarity này thì các bạn sẽ chú ý là cái độ đo này nó dùng để đánh giá cái sự tương đồng giữa hai cái tập hợp, giữa hai cái tập hợp, và nó được lấy bằng là cái a giao b chia cho a hợp b, cái chiều dài của nó. Ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ thấy rằng là tập hợp a là như này, tập hợp b là như thế này, thì nó có a giao b là 3 phần tử và cái a hợp với b là 7 phần tử, thì cái tính tương tự của nó là nó sẽ 3 phần 7. Thì các bạn hình dung ở đây, ví dụ như là ở đây ta có thể dùng là cái này thì các bạn thấy là cái tương đồng giữa hai cái tập hợp này là gọi là 43% đây. Đấy. Thế thì ở đây thì nó có một cái lề về cái độ đo mà nó dùng để đo các cái chuỗi, sự tương đồng giữa các cái chuỗi có cái độ dài như nhau, gọi là cái Hamming distance. Thì cái này nó đơn giản là nó xem thử là hai cái chuỗi mà có độ dài khác nhau thì nó có bao nhiêu cái vị trí mà khác biệt. Thì cái ứng dụng cái Hamming distance này thì nó được dùng trong việc so sánh các chuỗi, các cái dải bit để tìm ra sự khác biệt, những cái vị trí khác biệt của các cái hai cái dải bit đó, hai cái chuỗi đó, ví dụ thế. Thì trong trường hợp này ta
Hình dung là ta giả sử như để ta có hai cái chuỗi, là cái chuỗi string A là như thế này, string B là như thế này, thế bây giờ ta sẽ tính cái sự khác biệt của nó, vì ở đây nó không có cái thư viện nào để chạy cái Hamming Distance, nên là tôi viết một cái đoạn code như thế này thì để nó tìm ra cái xem thử là cái này nó có bao nhiêu sự khác biệt. Thì ở đây các bạn hình dung là cái khoảng cách này là bốn, tức là trong cái dãy này nó có bốn cái vị trí, hai cái chuỗi này có độ dài bằng nhau và có bốn cái vị trí là nó có khác biệt với nhau. Ví dụ như thế thì ở đây các bạn thấy là một không này, rồi không một này, rồi là không một không một, là có bốn cái vị trí khác biệt. Thì tóm lại là cái phần mà khi mà các bạn sử dụng cái độ đo nào cho cái việc đánh giá cái mức độ tương tự hay là tương đồng giữa các cái hay là khác biệt giữa các cái đối tượng, thì nó phụ thuộc vào dữ liệu này, nó vừa có bài toán các bạn và nó thuộc vào cái mức độ mà các bạn xem thử nó tương đồng như thế nào. Thì đây là cái phần mà tôi nghĩ nó khá là quan trọng để các bạn biết được cách sử dụng cái độ đo tương tự, đặc biệt trong các bài toán như là cluster, phân cụm, rồi classification phân lớp, và discriminant analysis là phân tích khác biệt giữa các cái đối tượng. Xin chào các bạn.